Toy Trip USA High-End Equipment Instructions. Cẩm năng hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị Hoa Kỳ tại Toy Dream Center. Sau lưng tôi là PA Series. Yo. Hướng dẫn sử dụng máy Mid-Row dòng BioArc USA High-End. Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn sử dụng dòng thiết bị Mỹ Đế High-End BioArc PA Mid-Row. Cái máy này tập là row, và nhìn nè, row là kéo lưng nó vô vai tại sao nữa nha. Thì trên màn hình các bạn sẽ thấy nè, cục nhỏ này là 5 pound, cục lớn là 10 pound, cộng lại nguyên cái quay stack này đó là 295 pound. Nhưng mà cái điều vi diệu của máy BA này không phải là bạn tập một cục vậy là bạn là tập là 25 pound, không có. Nó nặng hơn nhiều và cái công thức được tính bằng bản này. Chỗ quan trọng nhất luôn chúng ta phải chỉnh, đó là chỉnh này đó. Chúng ta chỉnh cái này, chỉnh tạ rồi xong chúng ta chỉ kéo tập thôi. Một lần nữa giới thiệu cặp này, rất handle, rất là lợi hại và vi diệu của Beauty luôn. Bây giờ Dương Nguyễn sẽ tập một bài căn bản nhất là kéo lưng. Hey. Cái tay mà freeway mà muốn để sao để à? Đó là kéo lưng, tay chúng ta vô rất là bình thường, tự nhiên nhất, nó kêu là middle row. Rồi bây giờ lô thương cái nha, nó lô này cao nhất. Hãy đến Thor Gym để trải nghiệm những máy tập đẳng cấp nhất của dòng PA và dòng Performance, tất cả mọi dòng. Welcome tất cả mọi người. Độc quyền tại Việt Nam, công nghệ đường cong sinh học. Hãy cùng Duy Nguyễn đến Thor Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.